Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Ông Nguyễn Đức Trung xin tại ngoại điều trị bệnh ung thư Ông Nguyễn Đức Trung cùng với gia đình đang làm thủ tục xin các quan tố tụng cho tại ngoại để có điều kiện điều trị bệnh ung thư Trao đổi với thanh niên sáng hôm 18 tháng 9 Luật sư Trương Trọng Nghĩa đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị can Nguyễn Đức Trung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết là gia đình ông Trung đang làm thủ tục để xin cho ông này được áp dụng biện pháp cho tại ngoại để điều trị bệnh ung thư. Theo luật sư Nghĩa thì đối với nguyện vọng của ông Nguyễn Đức Trung và gia đình, các cơ quan tố tụng sẽ xem xét quyết định cho tại ngoại hay không là căn cứ theo nhu cầu tố tụng. Đồng thời, cơ quan tố tụng cũng sẽ cân nhắc đến vấn đề sức khỏe của ông Trung và khả năng điều trị bệnh ung thư mà Bên trong trại giam khó đáp ứng được những nhu cầu cần thiết về thuốc và thiết bị hỗ trợ. Như thành điền đã đưa tin thì ngày 28 tháng 8 năm 2020, cơ quan đoàn định điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo quy định tại điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó thì ngày 11 tháng 8, bộ chính trị đã ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ thành ủy thành phố Hà Nội và tạm đình chỉ chức vụ phó bí thư thành ủy thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung. Ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Trung trong việc một số vụ án theo quy định của pháp luật. trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước thì trước đó cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng. Trong đó thì có hai người đang công tác tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và là những người giúp việc thân cận với ông Nguyễn Đức Trung. Ba bị can này bị cáo buộc đã lấy cắp tài liệu bí mật của nhà nước là tài liệu điều tra vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. viết tắt là công ty Nhật Cường. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Đây là đại án kinh tế tham nhũng nằm trong diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Theo Bộ Công an thì ngoài vụ án nêu trên thì ông Nguyễn Đức Trung còn bị điều tra đối với hai vụ án hình sự khác gồm có đại án nhật cường và vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài liệu nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố hà nội có liên quan đến chế phẩm Ritoxy-3C. Mạng báo thanh niên dẫn lời cũng trường trọng nghĩa luật sư của ông trung đồng thời cũng là đại biểu quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hôm 18 tháng 9 năm 2020 cho biết như vậy nhưng không nói rõ là ông trung bị ung thư gì và giai đoạn thứ mấy. Theo luật sư nghĩa thì các cơ quan tố tụng sẽ xem xét và quyết định có cho tại ngoại hay không. Và đồng thời cơ quan tố tụng cũng sẽ cân nhắc vấn đề sức khỏe của Trung và khả năng điều trị bệnh ung thư mà bên trong trại giam khó có thể đáp ứng được các yêu cầu về thuốc cũng như các thiết bị y tế. Hôm 29 tháng 8 năm 2020, Thiếu tướng Tô ần Sô, tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an phủ nhận các đồn đoán về tình hình sức khỏe của Nguyễn Đức Trung và cho biết khi nhà chức trách tống đạt các quyết định tố tụng vào ngày hôm trước thì ông này sức khỏe bình thường. Báo Nông nghiệp cho biết là ông Trung từng cho biết là ông bị bò áp sát trực tràn và đã từng sang Pháp để phẫu thuật hồi năm 2015 và 2016. Sau đó thì ông chủ tịch Hà Nội này tiếp tục phát hiện trong phổi có nốt và tiếp tục phải mổ. Tuy nhiên thì thời điểm đó các giáo sư của Pháp cho biết là chỉ số ung thư phổi của một người bệnh là từ 2.5 trở lên, còn chỉ số của Nguyễn Đức Trung mới chỉ là 1.18. Trước đó thì nhiều tù nhân chính trị bị tuyên phạt các mức án về an ninh quốc gia thì bị đau bệnh trong tù xin tại ngoại để chữa trị nhưng không được chấp thuận. Hồi tháng 12 năm 2019, tù nhân Lương Tâm Đào Quang Thực đột nhiên qua đời khi đang thụ án 13 năm tù giam. Chỉ một tuần lễ sau khi được đưa đi trị, điều trị tại bệnh viện, và hồi năm 2014 thì thầy giáo Đinh Đăng Định người quyết liệt chống dự án Busi Tinh Nguyên được ra tù trước thời hạn nhưng qua đời chỉ trong khoảng 2 tuần sau đó vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thưa quý vị và các bạn, trước đó không lâu thì lãnh đạo Bộ Công an đã thông tin khá chi tiết về số tiền trong những vụ án mà ông Nguyễn Đức Trung chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa bị bắt có liên quan. Tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ diễn ra chiều 4 tháng 9 thì Thiếu tướng Tô Ân Sô, Tránh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin khá chi tiết về số tiền trong những vụ án mà Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có liên quan. Cụ thể thì ông Ân Sô cho hay là tại vụ án Nhật Cường, ông chủ công ty này là Bùi Quang Huy đã sử dụng pháp nhân công ty Nhật Cường để buôn khoảng 260.000 sản phẩm thiết bị với số tiền dưới 3.200 tỷ Việt Nam đồng. Và trong vụ án này thì số tiền thu lời bất chính là 236 tỷ Việt Nam đồng. Và ngoài ra thì Huy còn lập sổ sách để trốn thuế che giấu 30 tỷ đồng và ông Trung có một phần trách nhiệm, ông Số cho biết. Trước đó thì theo đại diện của Bộ Công an thì trong vụ việc số hóa sở kế hoạch đầu tư Hà Nội, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ thiệt hại do liên doanh và liên quan đến đấu thầu khoảng 19 tỷ Việt Nam đồng và ông Trung cũng có trách nhiệm trong đó. Còn tại vụ việc mua chế phẩm xử lý nước, ông Tuân Sô cho hay là Hà Nội đã đàm phán với đối tác của Đức để đặt hàng chế phẩm này, sản xuất riêng cho thành phố. Như vậy thì thành phố Hà Nội đang làm rồi và nếu như ký trực tiếp đối với đối tác này thì bình thường, thế nhưng sau đó thì lại ký qua một công ty khác và việc ký qua đại lý này thì đã gây thất thoát 41 tỷ Việt Nam đồng. Và đại lý này chính là đại lý của con ruột của ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Như báo Thanh Niên đã thông tin trước đó thì ngày 28 tháng 8 thì cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố ông này và trao đổi với một số báo chí ngay sau đó thì đại diện Bộ Công an đã cho biết là ông Trung bị bắt vì liên quan đến nhiều vụ án. Thưa quý vị và các bạn, nếu tính về thiệt hại tiền và công lao bệnh tật thì Nguyễn Đức Trung đáng được cho đi ra ngoài chữa bệnh hơn là phạm công danh rất nhiều lần. Thế nhưng tiền trung con xin ra ngoài chữa bệnh uh, thiên hạ bừng bừng căm phẫn trong khi danh và ngoài ra thì mở cả một ổ gái điếm cao cấp để làm điểm ăn chơi. Chả thấy nhà báo, nhà đấu tranh, nhà dân chủ nào phẫn nộ cả. Dư luận chỉ chạy theo những gì mà họ bị sỏ mũi từ vụ bắt cóc trường duy nhất đến việc Nguyễn Đức Trung bị bệnh. Rất đông bọn nhà văn, nhà báo cấp tiến, nhà hoạt động, nhà dân chủ đồng lõa, vu mình, xuyên tạc và kiểu như bạc sóc đĩa. Tiếng trước ngửa tư và tiếng sau thì cả làng đặt mặt chẵn vậy. Và lạ ở vụ chung con là những cây bút của phe anh bà X như Nguyễn Như Phong hay Trương Châu Hủy Danh của Từ Sang Đều cùng có bình luận Là người buôn gió Bị đặt ra những việc Trùng bị nguy kịch trước lúc bắt Thưa quý vị và các bạn Facebook Nguyễn Như Phong Hai sự thật về Nguyễn Đức Trung Thú thật là tôi cũng định im Vì sợ phạm quy định Tiết lộ bí mật sức khỏe Nhưng nay thì báo chí đã nói Và luật sư cũng đã công bố Nên muốn nói kỹ hơn cho mọi người hiểu sự thật thứ nhất là Nguyễn Đức Trung bị ung thư trực tràng giữa năm 2016 sau khi đi Pháp, xử lý cắt đoạn trực tràng bị ung thư giai đoạn đầu. Và khi trở về thì chính Trung khoe với tôi, may mà em phát hiện sớm, bác sĩ khuyên cắt, thế là em cắt bén. Nhưng bây giờ thì phải sống chung với thuốc ít nhất là 5 năm. Sau này thấy Trung vẫn một tuần đi chơi tennis một buổi, rượu uống rất ít và vẫn làm việc quần quật thì tôi tin sức khỏe của Trung đã ổn. Và hôm trước khi mà Trung bị bắt thì lúc gặp nhau tôi có hỏi chuyện căn bệnh ung thư thì Trung có bảo bây giờ thì tạm ổn nhưng không đủ thuốc là không được. Nghe nói từ khi Trung vào trại giam thì được kiểm tra sức khỏe và điều kiện nơi giam giữ đảm bảo. Tuy nhiên thì việc đưa thuốc vào là rất khó khăn bởi lẽ ai dám bảo đảm là độ an toàn của thuốc. Và việc đưa thuốc vào trại cho người bị giam giữ là phải có đơn của bác sĩ đủ thẩm quyền. Và các loại thuốc đưa vào phải được kiểm tra giám định. Sự thật thứ hai là trong vụ tấn công Đồng Tâm, chính Nguyễn Đức Trung là người không đồng ý với kế hoạch của Công an Hà Nội. Sở dĩ tôi dám khẳng định điều này là vì ngay sau khi có chuyện ba cán bộ công an hy sinh, tôi đã gọi điện cho Trung, tại sao lại để cho anh em hy sinh thế? Trung nói ngay, kế hoạch đó trong cuộc họp duyệt ngày 7 tháng 1, em không đồng ý. Quan điểm của em là Đồng Tâm không phải là kẻ địch và mang quân tấn công vào làng là cực kỳ nguy hiểm không đúng với quan điểm chủ trương xử lý điểm nóng của đảng. Em còn cẩn thận ghi vào gốc bán kế hoạch là tôi không đồng ý với kế hoạch này. Tôi rất ngạc nhiên khi mà nghe Trung nói như vậy và sau này thì tôi có lần hỏi tại sao lãnh đạo thành phố không đồng ý mà công an Hà Nội vẫn làm. Thì Trung chỉ lắc đầu, chuyện lằng nhằng lắm mà thôi anh biết làm gì tổ bạc tóc thưa quý vị và các bạn cũng liên quan đến một số cán bộ khác thì ông Nguyễn Thành Tài bị sập bẫy như thế nào. Sau vụ đồng tâm long trời lở đất tạm khép lại thì thời sự nóng bỏng nhất mấy ngày qua là vụ Phó Chủ tịch thành hồ Nguyễn Thành Tài vướng vòng lao lý. Báo tuổi trẻ ra ngày 17 tháng 9 năm 2020 có bài cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8 đến 9 năm tù. Theo đó thì theo đại diện của viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì khu nhà đất số 8 và 12 Lê Duẩn là tài sản của nhà nước. Thực hiện quyết định 09 sắp xếp lại công sản ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất xây dựng khách sạn, lựa chọn nhà đầu tư uy tín không áp dụng hình thức liên doanh. Cái tội của Nguyễn Thành Tài, tức Tư Huy trong vụ này là đã biến lô đất số 8 và 12 Lê Duẩn tại có tổng diện tích là 4.896,3 mét vuông tại trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh từ đất công thành đất tư, không qua đấu thầu làm thất thoát khoảng 2.000 tỷ Việt Nam đồng. Người làm cho Tư Huy sập bẫy là Lê Thị Thanh Thúy, còn có biệt danh là Hà Sen, giám đốc công ty Hòa Thắng Năm. Vậy Hà Sen, giám đốc công ty Hòa Thắng Năm là ai? Tại thành hồ có một nữ doanh nhân mà À, có lẽ không vị đại gia và quan chức nào không biết Đó là Lê Thị Thanh Thúy sinh năm 1979 có biệt danh là Hà Sen Cô này từng mở nhà hàng Sen ở ngay trung tâm quận nhất Và dưới bàn tay điều hành của Hà Sen thì nhà hàng Sen trở thành nơi hội tụ của giới kinh doanh và quan chức Thành thành Hồ Hà Sen có vẻ đẹp lạ lơi, biết đưa đẩy và có vô số giai thoại về người đàn bà này Hồi còn lăn lóc tại Đà Nẵng thì Hà Sen muốn làm quen với ông vua miền Trung là Nguyễn Bá Thanh để móc nối dựa dẫm làm ăn mà chưa biết cách tiếp cận để làm quen. Bèn hỏi đàn em của Bá Thanh là nên chọn món quà nào tặng anh Bá. Liền được gợi ý rằng nên đặt mua một đôi giày cao cấp hiệu Adidas của Ý và mời anh Ba đi ăn nhà hàng. Hà Sen còn được gợi ý là Bá Thanh sau khi nhậu sương sương thì rất thích ca nhạc và những bài hát mà Bá Thanh yêu thích đã được đưa ra. Hà Sen lại có tài hát rất hay. Vậy là Hà Sen phải cố tập luyện trong 3 tháng trời về một số bài hát mà bá Thanh yêu thích. Vậy là bá Thanh bay vào Sài Gòn để gặp Hà Sen. Và trong cuộc nhậu ấy, Hà Sen đã lên sân khấu hát đúng những bài mà anh bà yêu thích. Làm cho anh bà chết mê chết mệt. Và sau đó thì họ hai người đến một khách sạn 5 sao và chuyện gì đã xảy ra thì chỉ có trời mới biết. Nhờ vậy mà chuyện làm ăn của Hà Sen ở Đà Nẵng được chót lọt không những nguyễn bá thanh mà cả bảy phúc ờ, nguyễn xuân phúc ờ, cũng có lần đó là niễng cũng bay vào sài gòn và được sắp xếp gặp hà sen tại nhà hàng của hà sen trên đường nguyễn huệ và sau đó niễng tiếp tục gặp hà sen nhiều lần khác rất may là vợ niễng biết được liền kéo theo mấy quan bà bay vào sài gòn đến ngay nhà hàng hà sen quậy từng bừng nhưng hôm đó không có niễng ở đó Vụ này ồn ào trong giới phu nhân quan chức một thời ai cũng biết Trở lại chuyện của Tư Huy Một ngày đẹp trời Hà Sen mời các đại gia ở thành hồ đến dự sinh nhật của anh Tư tại nhà hàng Hà Sen Và tới nơi thì nhiều anh nhìn nhau ái ngại vì đa số quen biết Và đều nằm trong danh sách quản lý của Sen Toàn bộ quà mừng của Tư hôm đó Hà Sen gom hết Không chỉ có các quan chức mà các đại gia như Nhơn uh, Novaland, uh, Don Lam Nguyên Kinh Đô đều từng dính trưởng của Hà Sen. Chuyện ngôn tình của Tư Huy thì nhiều vô kể, ông làm phó chủ tịch phụ trách văn xã vì đẹp trai phong độ, lại quyền lực nên được nhiều cô em phải lòng, bị vợ ghen tối ngày. Có cô bạn gái tên Hờ Phó Văn Phòng Ủy ban Thành Hồ phụ trách văn xã, một hôm vợ đến đánh ghen ngay tại cơ quan một cách um sùm làm cho ông Tư mất mặt và sau đó thì ly dị luôn, sau này thì ông Tư còn dính tin đồn với nữ MC xinh đẹp của chương trình ngôi nhà ước mơ Đỗ Thụy. Sau khi có bầu thì Đỗ Thụy xin nghỉ để đi du học nhưng thực chất là đi Singapore để sinh con và sau này về lập công ty mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao Tư Huy biết lô đất này là đất công thổ mà vẫn nhắm mắt ký cho công ty Hoa Tháng Năm của Lê Thị Thanh Thúy? Chưa nói đến quan hệ thân thiết trên mức bình thường mà ai cũng biết là do đám đất tam giác kim cương của Hà Sen dụ dỗ thì vụ này Tư Huy bị sập bẫy mà không biết kêu ai. Khi mà Hà Sen trình hồ sơ mua đám đất này thì Tư Huy được hai Nhật gọi điện nhờ giúp đỡ. thì Bí Thư chỉ đạo dù chỉ là bằng điện thoại thì đố cấp dưới nào dám từ chối. Nhưng sau này thì Tư Huy biết mình bị mắc lừa chỉ thì chỉ ôm hận một mình vì chẳng có bằng chứng gì để nói rằng đã được chỉ đạo từ Hải Heo. Chưa nói đến cuộc điện thoại của Hải Heo chỉ đạo Tư Huy chỉ riêng việc là người lãnh đạo cao nhất của thành hồ lúc đó thì lẽ ra Hải Heo cũng phải chịu trách nhiệm nhưng cho đến nay thì Hải Heo vẫn bình chân như vậy. Nên biết rằng Hải Heo là người gốc tàu, vợ Hải Heo là Trương Thị Hiền, là chị em kết nghĩa với bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát VTP được cho là giàu nhất Việt Nam hiện nay. Chồng của bà Lan là Eric Chunapki người Hồng Kông là họ hàng của cựu bộ trưởng công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Vì vậy mà vì sao chỉ xuất thân là một chủ sạp vải tại chợ Biến Thanh chỉ trong một thời gian ngắn mà bà Trương Mỹ Lan đã vươn lên thành người giàu nhất Việt Nam. Tập đoàn VTP là chủ hữu của Khách sạn An Đông, Windsor Plaza Hotel và Cao Ốc căn hộ cao cấp Sherwood Rydden và nhà và tòa nhà Times Square nằm ngay trên ngay sát tòa Bixo Final khách sạn 6 sao duy nhất tại Sài Gòn có sân đậu trực thăng trên sân thượng. Tập đoàn này cũng đã mua lại của tòa nhà khổng lồ Thuận Kiều Plaza với giá đầu tư là 55 triệu đô la Mỹ cách đây hơn 20 năm và nay đã phá đi xây lại vì nhìn không đẹp mắt Công ty đầu tư An Đông, một công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát vừa mua lại tòa biệt thự Pháp lớn nhất Sài Gòn có tên là biệt thự 100 cửa với giá 39 triệu đô la Mỹ. Mới đây thì tỉnh Long An cấp phép cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư 16 dự án tại huyện Cần Giờ với tổng diện tích 1.500 hecta, tổng giá trị đầu tư lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ lớn nhất Việt Nam hiện nay thì VTP đang sở hữu gần hết các tòa nhà, các cao ốc, các khách sạn, các khu trung tâm thương mại bề thế và quan trọng ở hai bên đường. Ước tính tài sản của bà Mỹ Lan qua đất đai tại Việt Nam có mấy chục tỷ đô la. Dư luận cho rằng nguồn tiền này là do tình báo Hoa Nam cung cấp cho Vạn Thịnh Phát và nhằm gom những vị trí đất vàng có giá trị kinh tế và cũng như chiến lược quốc phòng nhất Việt Nam nhằm tính kế tồn tính lâu dài. Và điều này giải thích tại sao mà trong cuộc họp Bộ Chính trị chiều ngày 19 tháng 3 năm 2020 khi xem xét kỷ luật đối với Lê Thành Hải thì ông Võ Văn Thường và bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói cách chức bí thư nhiệm kỳ 2011-2015 đối với Lê Thành Hải là đã quá nặng rồi. Vì vậy mà tội trạng của Hải heo so với tư heo là một trời một vực. Thế mà nay tư huy bị tống vào lò còn Hải heo thì vẫn bình chân như vậy và bình an vô sự. Phải chăng vì chưa được Trung Nam Hải cho phép nên cái lò tôn của ông Trọng không dám đụng đến hải heo vì đập chó còn ngó chủ nhà. Một lý do nữa khiến cho Tư Huy có nhiều kẻ thù là vì từ khi làm phó chủ tịch phụ trách Văn xã Thành Hồ, Tư Huy đã mạnh tay dẹp các quảng cáo của HTV mà doanh thu của HTV từ quảng cáo mỗi năm thu hàng ngàn tỷ đây là sân sau của quan chức HTV mà Tư Huy đánh vào nguồn thu của họ nên họ hợp nhất với nhau tìm cách rửa hận. Vì vậy mà việc Hải Heo gợi ý cho Tư Huy ký hồ sơ là sập bẫy của Hải Heo. Túm lại, các quan chức tham thời này thì dụng như sung bởi rất nhiều cách ngã ngựa khác nhau. Từng đứng trong nhóm quyền lực tại Thành Hồ, Hải quân đua tai nhưng này thì chỉ có một mình ông ta chết vì cái tam giác kim cương nơi ngã ba đồng lộc của Hà Sen là chết rất không thoải mái chút nào. Bên cạnh vụ án này thì có Lê Hoàng Quân dính ba vụ đất ở Sài Gòn nhưng lại được thoát tội và ông Lê Hoàng Quân 67 tuổi cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ở Sài Gòn và có thể chỉ bị xử lý về mặt hành chính dù bị quy kết dính ba vụ liên quan đến đất vàng khi còn tại vị. Trước đó, hồi trung tuần tháng 3, ông Quân bị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo vì chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 trong triển khai tổ chức thực hiện dự án đô thị mới Thủ Thiêm. Ông này bị cáo buộc chỉ đạo ký một số văn bản không đúng quy định buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát, Thời điểm đó thì theo báo thanh tra thì ông Quân chỉ bị cảnh cáo thay vì bắt và truy tố vì trong quá trình kiểm điểm ông này đã cầu thị nghiêm túc tự giác nhận trách nhiệm về những sai phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Hôm 17 tháng 9 thì báo thanh niên điểm lại 3 vụ bê bối đất đai liên quan đến cựu chủ tịch quân. Một là vụ giao nhà sở hữu nhà nước ở địa chỉ 15 thi sách quận nhất Sài Gòn cho công ty của ông Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm. Hai là vụ xử lý đất 812 Lê Duẩn quận nhất Sài Gòn. Vụ này khiến cho Nguyễn Thành Tài cựu phó chủ tịch đang phải hầu tòa từ hôm 16 tháng 9 và dự định là sẽ lãnh mức án là từ 8 cho đến 10 năm tù. Ba là vụ hoán đổi đất 57 Cao Thắng quận 3 và 185 Hai Bà Trưng quận 3 đều là tài sản thuộc sở hữu của nhà nước cho đại gia Dương Thị Bạch Diệp. Đối với sai phạm này thì vụ liên quan tới Diệm Thới Dương Thị Bạch Diệp thì ông Lê Hoàng Quân có một phần trách nhiệm là người đứng đầu nhưng ở mức độ hạn chế nên chưa đến mức phải xử lý hình sự mà kiến nghị xử lý về mặt hành chính, báo thanh niên cho biết thêm. Nhắc đến hàng loạt những sai phạm đất ở Sài Gòn xảy ra từ năm 2000 thì nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng kiểu gì cũng dính đến bộ tứ hải quân đua tai tức cựu bí thư Lê Thành Hải, cựu chủ tịch Lê Hoàng Quân và cựu phó bí thư Nguyễn Văn Đua và cựu chủ tịch Nguyễn Thành Tài. Tuy vậy thì chỉ có một mình ông Nguyễn Thành Tài trong nhóm này bị vướng vào vòng lao lý. Việc ba vị còn lại cùng với Tất Thành Cang, cựu phó bí thư đến nay vẫn hoàn toàn vô sự dù thời gian qua đã dấy lên nhiều tin đồn về việc họ sẽ bị bắt. Một số blogger giải thích rằng các trường hợp trên cho thấy là cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Cộng sản Việt Nam bị vô hiệu hóa khi đụng đến giới chức cấp cao ở Sài Gòn mà có dính líu đến Trung Nam Hải. Liên quan đến gia đình của ông Quân thì báo tuổi trẻ hồi tháng 2 cho hay rằng uh, con trai của ông là Lê Hoàng Ngân 38 tuổi được Bộ Công an Cộng sản Việt Nam điều động từ ghế phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về làm hiệu phó trường Đại học An ninh nhân dân. Ngoài ra vợ và hai em của ông Quân đều là giới chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và tỉnh ủy Đồng Nai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, người tình Phó Chủ tịch Sài Gòn bật khóc về nỗi oan tình cảm. Bị cáo buộc lợi dụng tình cảm của cựu Phó Chủ tịch Sài Gòn để trục lợi người tình của Nguyễn Thành Tài khóc trước tòa cho rằng đó chỉ là lời thừa nhận đơn phương của ông Tài chứ không có căn cứ chứng minh Sáng 18 tháng 9, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại khu đất vàng 82 Lê Duẩn, quận nhất, Sài Gòn, bước sang ngày xét xử thứ ba và các bị cáo và luật sư tiếp tục bào chữa. Theo báo tử trẻ thì tự bào chữa trước tòa khi từ chối bà luật sư tranh cãi cho mình, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, 41 tuổi, cựu chủ tịch công ty Hoa Tháng 5, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Navenu, bất bình và bức xúc kinh hoàng khi nhận được tin khởi tố vụ án. Bà còn bị viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án 7 đến 8 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đại diện viện kiểm sát cho rằng bà Thúy đã lợi dụng tình cảm cá nhân với ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Sài Gòn tự nhận có năng lực tài chính kinh nghiệm để xin tham gia đấu thầu dự án 812 Lê Duẩn. Do đó thì bà Thúy là đồng phạm và có vai trò xúi dục ông Tài để hưởng lợi từ các văn bản mà ông ký nên phải chịu trách nhiệm gần tương đương. Vị đại diện Viện Kiểm sát cho biết là chính ông là kiểm sát viên trực tiếp tham gia cho các buổi hỏi cung bị cáo. Ông đã nhiều lần hỏi hai bị cáo về mối quan hệ tình cảm cá nhân và ông Tài đã thừa nhận thậm chí họ đã có những giao dịch chuyển tiền cho nhau. Trong khi đó thì bà Thúy phản bác với cơ quan điều tra không ghi nhận bất kỳ lời khai nào mà bà mà chỉ căn cứ vào lời khai đơn phương của ông Tài quy buộc bà có quan hệ tình cảm với ông Tài. Nhiều hôm sau thì các cán bộ điều tra họ không biết tôi là ai, ông Tài cũng nói không hề giới thiệu dự án cho tôi. Tôi chỉ là cổ đông chiếm 30% cổ phần, chỉ là người đại diện cho hội đồng quản trị ký văn bản gửi đến Sở ngành Ủy ban nhân dân thành phố. Và việc có chấp thuận hay không phụ thuộc vào quyền của các cơ quan uh, sở ban ngành của thành phố và có lợi hay không, phải không phải cho cá nhân tôi. Vì sao lại cho rằng tôi trục lợi? Bà Thúy vừa khóc vừa đặt ra hàng loạt câu hỏi trước tòa. Tôi không đồng ý quan điểm của cáo trạng Tôi không biết là tôi trục lợi cái gì Tôi tham gia vào được sự đồng ý của cơ quan chức năng Và tôi cũng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính Với kiến thức đồng cạn của tôi thì khi có cổ phần công ty tôi bán đi Thì cũng chẳng có tội gì Nhưng tôi đã không bán Bà Thúy tỏ ra khá gay gắt Bà Thúy cho biết là bà thực sự dây dứt khi đẩy người thân của mình vào vòng lao lý và vòng xoáy của thị trường. Cơ quan tố tụng không có bằng chứng nào chứng minh mối quan hệ tình cảm giữa bà với ông Nguyễn Thành Tài khiến cho bà mất danh dự và tài tiếng. Tôi rất không đồng tình với câu ông Tài cho tôi và ông Tài không cho tôi gì cả. Không ai cho tôi gì cả và tôi là nhà đầu tư được tôi được đi được công ty kinh doanh nhà thành phố mời thầu và tôi không xin xỏ ông Tài và Thúy phản bác trước tòa. Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, người bào chữa duy nhất cho bà Thúy cho rằng việc buộc tội bà Thúy dùng quan hệ tình cảm tác động đến ông Tài là khiên cưỡng. Luật sư Trạch cho rằng là cáo trạng chỉ dựa trên lời khai của phía ông Tài, không kèm theo chứng cứ về tin nhắn, video tình cảm, chứng cứ hẹn hò hay bất cứ một loại hình chứng cứ vật chất nào khác và cũng chưa được chứng minh tại tòa. Đây có thể xem là sự xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự không những của bị cáo Thúy mà của người thân của bị cáo. Tuy nhiên thì viện kiểm sát nhân dân nói chúng tôi không muốn đi sâu vào mối quan hệ này vì chỉ những người trong cuộc mới biết rõ. Quá trình điều tra bị cáo Tài thì rất thành khẩn, bị cáo Thúy cũng thừa nhận là có quan hệ thân thiết với bị cáo Tài. Chúng tôi không cho rằng đây là mối quan hệ bất chính, luật sư yêu cầu phải có bằng chứng tin nhắn làm xấu đi tình trạng của bị cáo. Theo báo dân Việt thì bà Lê Thị bà Lê Thị Thanh Thúy có biệt danh là Hà Sen từng làm chủ nhà hàng Sen Huế tại một con đường đắt đỏ nhất ở Sài Gòn và dưới bàn tay điều hành của Hà Sen, nhà hàng trở thành nơi hội tụ của giới kinh doanh và quan chức ở Sài Gòn. Giới đại gia mỗi khi nhắc đến Hà Sen đều bày tỏ sự kiêng rẻ bằng nhiều cảm xúc khác nhau. Trên Facebook cá nhân, Facebooker Nguyễn Thị Hương Trà thì viết trong kết luận của thanh tra chính phủ đã chỉ rõ ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giao đất cho thuê đất với hai khu đất 8 và 12 Lê Duẩn cho à, La Lavenu tại thời điểm công ty này đã thay đổi cổ đông sáng lập có 2 phần 3 số cổ đông là công ty đầu tư kinh đô và công ty hoa tháng 5 chiếm cổ phần chi phối 80 phần trăm cổ phần uh, vốn góp và không phải là tổ chức kinh tế đang được nhà nước cho thuê đất Trả tiền thuê đất hàng năm là không đúng đối tượng và vi phạm quy định số 121 của chính phủ. Kinh đô thì quá nổi tiếng rồi khỏi nói, còn Hoa Tháng 5 là con mẹ nào? Sài Gòn có một nữ mà đầu từng làm mưa làm gió khuynh đạo nhiều quan chức và đại gia, được biết là nhiều dưới biệt danh là Hà Sen, cô từng mở nhà hàng Sen Huế ở Nguyễn Huệ quận Nhất, gần bên công ty Fahasa ngay trung tâm quận nhất Hà Sen đẹp dạng lạ lơi đưa đẩy và xung quanh cô có vô số giải thoại nhưng ấn tượng nhất của Hà Sen vẫn là ông Tư Huy biệt danh là Nguyễn Thành Tài Sen được cho là người bảo kê hết các dự án anh Tư từng triệt đường kinh doanh của một số doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình vì đẹp trai phong độ hơn được Sen yêu hơn không chỉ có quan chức các đại gia nhường như uh, Lô Ba Lên, Giòn Nam, Nguyễn Kinh Đô đều từng dính trưởng bạch phát mà nữ làm chính trị để là bàn để đàn bà phiền lụy là rất khó để đi xa và lên cao với Tư Huy đây không phải là người đẹp duy nhất Anh Tư còn có bạn gái ở văn phòng ủy ban nhân dân thành phố cả vợ và bạn gái đều kém nhan sắc hơn so với Sen và từng nổi khùng vì Sen ông Tư một thời còn cạ với Đỗ Thụy HTV đài truyền hình thành phố sẵn sàng ly dị vợ chính vì sen mà ông tư mới duyệt bán chỉ định chỉ định khu đất vàng lê duẩn sau đó thì sen đã đem dự án này hợp tác với cha nội của nguyên kinh đô thử google nhé chỉ cần tra trên google là có thể ra tất cả công ty hòa tháng 5 hồ sơ đăng ký kinh doanh đứng tên lê thị thanh thúy và có ba đứa nhân viên cho nên nguyễn thành tài phát biểu trên báo tôi sai sót nhưng không tư túi vụ đất vàng tin là ổng không có nói ngoa nguyễn thần tài nguyễn thành tài chết vì khu đất tam giác vàng ở quận nhất và sau đó thì chết vì tam giác vàng của chính cô sen này và vì vậy bây giờ có bị chết dưới cái tam giác vàng của lê thị thanh thúy hoặc tết chết vì cái tam giác vàng ở số 8 và 12 lê duẩn thì cũng là một cái chết êm ái cho Nguyễn Thành Tài. Và trong thời gian tới thì Nguyễn Thành Tài sẽ phải sổ khám hơi bị lâu vì những sai phạm này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.